Xin chào các bạn ơi. Hôm nay Lan sẽ đi qua nhà bạn, người bạn mà học chung tiếng Anh với Lan hồi xưa đó. Thì hôm nay nhà bạn ấy nuôi nhiều cá lắm các bạn, cho nên mình qua đó mình xin mấy con về mình nuôi ha. Cá bảy màu. Nghe nói ở đây có nhiều cá lắm các bạn ơi. Lát các bạn vô coi nha. Sẵn đây Lan cho mọi người coi luôn, cái khu này là một cái khu chung cư apartment cho thuê đó các bạn. Ở đây apartment là dành để cho thuê nha các bạn. Cái khu này là trong cái khu Việt Nam đó các bạn. Mình thấy ở đây nhiều người Việt Nam sinh sống lắm. Và cái khu này rộng thiệt rộng luôn các bạn ơi, phải mấy trăm hộ ở trong này á. Này weekend người ta đi Xung ra quanh là nhà riêng đó, còn ở đây là họ cho weekend người ta ở nhà đó. cho thuê thôi. Họ có bãi đậu xe riêng dành cho khách đó. Bây giờ Lan phải đang đi kiếm chỗ để mình đậu xe đó. Nếu mà mình đậu vô cái số của nhà người ta, mình sẽ bị cho cái ticket đó, là coi như mình phạt đó. Bây giờ mình đậu vô đây ha. Các bạn thấy cái vườn không? Mình đi ở đâu mà mình thấy thanh long, mía hay là chuối là mình biết là nhà Việt Nam rồi nha các bạn. Hai mẹ con đi vô nhà đi. Ở đây kiểu gì á? Nắm tay nè. Ê ê ê, bảo bảo bảo. No. Vô đây. Ở đợi mẹ con. Vô đây mẹ hỏi này. Cái ổi này có. Cái ổi nè. Ồ, nhiều trái chưa? Hai con non quá à. Nhiều trái ghê luôn. Wow. Nhiều trái ha. Đi từ từ thôi. Wow. Đây là cái hồ bơi đây nè. Một, không. Đợi mẹ đi, mẹ kiếm nhà coi. Một, không, hai, năm, sáu. Này ớt gì ngộ quá vậy? Ớt này trái nó tròn tròn cay không? Đã hả? Nha đam này nè, về chợ nó bán ngàn một đồng rưỡi một lá. Trời ơi, về... À, mình trồng có người ăn mà. Nhà chị nhổ bỏ á, chị ít ăn á. Dạ, nhưng mà tốt quá hả? Tốt, trồng xả nữa đã chưa? Trời ơi, rau lan coi, rau lan nhà người ta hả? Ăn là miếng trồng em có rau lan mà đều phải tưới ha. phải tưới Ở trong với lại này nó bò nhiều lắm, nó bò kín như vậy là hết đất. khu này Việt Nam nhiều trồng đã ha. Thôi Lan về cái này là đi xanh nè, cái cái này gì. là cây trùng ngây. Cái này hiếm lắm á, ở đây chị thấy mà, với lại chị không có vô nhà Việt Nam á. Cây này cây trùng ngây Cây của này em đi là chơi cây chơi. gì, cây này cây cái gì quên này. Bảo đừng có đứng lên đó con. Em cũng quên tên cây, giống như cái cây gì nấu nước uống á. Như vậy ba nó cũng tốt mà. Đúng rồi, cái cây này nè, nấu nước uống nè, nấu mí lau á, bỏ vô. Ta hái hả? Tại vì nó nằm ngoài hàng rào này. Ồ, vậy hả? Nó Nhà mình mà sinh. người ta cũng đi ngang thôi. Nó Người ta sinh. hái hả? Khu này có cái khu này là cái khu apartment hả? Lần đầu tiên mà Lan vô khu apartment như vậy á. Wow. Đi vô cái này là cái đường đi bộ chứ đâu phải lối riêng nhà Ồ vậy hả? Muốn đi đi hả? đâu. Muốn đi đi, Rồi đi Lan ra quay không thử ra vòng nha. Thôi nữa ha, có đóng tiền hàng tháng không? Không, cái nói chung là ở đây cứ đóng ngàn hai là xong rồi đó. Vậy cũng được. Với Đây lại coi, có mấy cái em tiền khác chơi. thì mình trả Cho nó mình tiết xài qua được. tắm. Vắng lắm, ăn không ít con nít á. Chủ nhật không có ai tắm. Thấy trưa nắng người ta bắt nó ngủ, xíu người ta đây đầy. Vậy á hả? Ra như cái công viên luôn. Wow, vậy cũng vui. Nhà nào cũng hai ba đứa, hai ba đứa, hai ba đứa, cái nó ra sắp nhau. Vậy có vui, có bạn chơi, bảo ở không có ai chơi tội nghiệp này. Phải ở gần với chơi với bạn.
ớt này. Ơi, cái gì đây vậy? Cái này đẹp với chua nè mẹ ơi. Rau lan, rau lan. Cái này đẹp chưa nè? Thì rau lan đó con. Hoa hồng này con. Hoa hồng rau bạc hà này con. Wow, rau cần nước nè. Ôi ơi, rau cần đã rồi chưa? Đừng có đi xuống đó. Tốt quá ha. Mía nữa nè các bạn. Đây là hồ cá đây nè các bạn. Dễ thương không? Có hoa sen nữa nha. Ở Việt Nam họ cũng có nữa hả? Ở thị Việt Nam nhiều lắm. Việt Nam thì làm mấy cái hạng nhỏ. Nó làm thật nhỏ thì kiểu như là nó rẻ tiền hơn chút xíu. Mà tại nó tốn gia công nhiều cho nên là người ta mới đến Việt Nam làm cho được nhiều. Vậy hả? Nếu như làm mấy cái ốc, mấy con vít, mấy cái thằng nhỏ 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 thì mấy cái hàng nhỏ nhỏ thì người ta cần cái công nhiều thì Việt Nam mình làm nhanh hơn. Vậy hả? Tôi nghĩ thì nó, mấy hàng Mỹ nó làm đấy chứ. Đồ bự 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 bự. Thì tiền mắc hơn. Thò tay vô bắt hả? Dạ. Trời ơi, đây chị cầm cho. Bảo ơi, bảo đừng có vô nhà con, để em ngồi trong đó. Trời ơi, cái hồ cá này quá trời cá luôn nè bà con ơi. Có cái con cá lăng quăng màu vàng đây nè, anh nằm đây nè. Thấy không, có con cá màu vàng thấy không chú? Có rong này, rong chưa, trong sống hả hả hả? Oh my, có cái con cá kia nữa kìa bà, thấy không? Cái con cá trong kia nó dẹp dẹp, cái cá đó cá gì á? Kiểu như hàng xóm họ thấy nhiều cá nhiều cái họ không nuôi nữa, họ đem qua cho. Ồ vậy. Cái xong em chơi luôn. Lấy hết luôn, cho lấy luôn hả? Tại nhà Lan có cái con cá màu đỏ mà nó chết đó biết không? Xong Lan cũng tính đi ra cái chỗ Petsmart á, mà sẵn đây mình mua đây. Qua trời luôn, có nhiều cây cối vậy, có nhìn cái gì vậy? Khu này Việt Nam nhiều quá ha. Dạ. Trời ơi. Còn khu này ở một hồi cái nó cũng giới thiệu qua lại á. Cái dẫn vô giới thiệu thì tại khu này cũng hơi khó vô, apply waiting list lâu lắm. Say sao? Excuse me. Excuse me. Ủa mình mướn mà cũng waiting list hả? Tại khu này ít người ra. Người ta ở lâu quá hả? Yeah. Wow, hay quá hả? Chắc được đấy hả ơi, cái hồ nhỏ mà. Bốn con hả? Mình nên mua nuôi mấy con thì tốt. Cả hồ này biết bao con đâu. Dạ, chỉ sợ là tự nhiên nó ngợp quá đó. Giờ mình cho nó ăn cái gì? Cái đồ ăn, Lan có cái con cá màu đỏ, không biết cái đồ ăn đó nó cho ăn được không? Nó ăn cám, nếu mà có đồ nhỏ không? Có cái hộp tròn tròn nhỏ nhỏ giống vậy đó. Dạ, nếu mà cám thì là cho nó ăn cám là được rồi. Cám hả? Đúng rồi, cái này hơi nhỏ hơn nhà Lan, cái hộp gấp mấy lần cái này á. Vậy thì nên thả ít thôi. Cho nó rỉ từ từ ha. Dạ. Trời, mấy con cá này nhỏ mà lanh ghê chưa nè. Nó bơi gì mà lăng quăng luôn. Con muốn nữa không? Dạ. Dạ hả? Dạ thì chú bắt nữa. Chú lấy con nữa ha. Này cá nè. Cá nhỏ nhỏ nè. Đẹp hay có hả? Có cái con cá nó dài dài kìa ta. Có đỏ. Nhìn nó rong vậy chứ cái nước nó sạch ghê luôn á nha. Cái nước nó múc lên trong quá trời. Đỏ đỏ màu bên nó kìa. Con cá màu đỏ đó. Màu đỏ chứ. Trời ơi, xong cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú. Nhiều quá trời nhiều luôn. Dạ, tại vì nuôi ngoài trời này nè, cái mùa đông là nó dễ chết. Ồ vậy hả? Nó lạnh á. Cá này nó không có thích nghi được với thời tiết nhiều. Tội nó vậy. Mùa đông em phải mua cái máy hít á. Vậy á nữa. Trời ơi. Mà vì là cái hồ nó bự quá thì cần nhiều hít quá. Vậy hả? Trời, cá nè các bạn. Qua trời cá luôn. Cái hoa súng này có bông không? Đẹp quá à. Hà cũng mua luôn hả? Dạ, hoa sen này em mua online. Nó có đủ màu hết nhưng mà em trồng chưa có ra bông được. Nhưng mà nó lớn lên thì nó sẽ ra bông. Hoa súng này bên này vừa sen vừa súng. Nó là sen. Có cái rong không? Có muốn lấy rong không? Không đâu, chị, nhà chị là cái rong mà rong tươi á. Là rong giả thôi à, rong này về mất công rồi nó chân đổ nước đổ hết đó con. 2, 4, 6 con. Nhìn đi xanh vậy ha, nhưng mà thả vô trong nước này, trong bát. Này các quý vị, cái nước xanh ghê chưa, nước trong ghê chưa?
Đó, cá của Bảo đây. Rồi đi ra. Đi ra đi con. Khói kìa chưa? Bảo khói cá không? Bảo nuôi mà mẹ take care không mà mệt luôn á. Phải về phải xúc bình xúc nước rồi cho hẳn. Nó muốn thay nước cá đó. Sao? Thì thay cỡ khoảng cỡ 20-50% nước thôi. Ồ vậy hả? Không phải là chị đổ ra hết không à? Ồ, tại cái nước của mình nó là nước giống nước máy á. Nó kiểu nó có chất có chất trong đó, thành ra khi mình thay hết 100% nước cá nó không có thích nghi kịp. Nên là phải thay giống như thay đổ ra một nửa hồ. Thay là nửa hồ thì cá này nó cũng thích nghi. Chừng nó chết đó con, đừng nó phá nó. Trời ơi đây nữa nè. Ở ngoài nó có bán cái nước gì á? Chị mua chị đổ vô cái nước á. Cái nước để mà lúc mà mình thay cá nó bỏ vô. Cũng cần phải giữ lại 50% hả? Dạ. Nếu mà giữ lại 50% thì mình khỏi bỏ cái nước đó vô cũng được. Tại cái kia cũng là hóa học mà. Trời ơi. Nhanh quá con cá nó không thích nghi kịp á. Hay quá ha, cái con này con cá nhiều quá, con hồi lớn cũng nhá quá trời, hồi nhỏ cũng quá trời. Hay da. Cái ớt nè. Nhà hai chồng uống nhiều nè. Có cà chua, cái con gì nó ăn cái trái cà chua uổng quá vậy. Chuột ạ. Mày con chuột. Ok. 50 đô hả? Dạ. Ở đây hả? Chị giữ ở vậy? Đây mà chị mua không có luôn á. Giữ vậy hả? Chị phải lên online chị mua xong. Cái này Hà mua ở đâu? Em mua ship từ Việt Nam qua. Cái gì ghê vậy? Hả con? Mẹ ẩm lên cái phôi mẹ nó rớt xuống dưới đất bây giờ nè. Bỏ nước xuống rồi chú lên chú ẩm lên cho con. Trời ơi cá này mắc dữ vậy á hả? Dạ. Cá này tên gì? Cũng là guppy giống cái loại này thôi. Guppy hả? Màu guppy. Guppy là cá bể màu ha. Yeah, nhưng mà cái dòng này thì dòng blue dragon. Blue dragon hả? Là rồng xanh. Blue dragon đó, hả? Trời ơi, ngộ quá ha, mắc dữ vậy hả? 50 đô một cặp hả? Trời ơi, phải nói phải biết đó, không có phải là dân cá đó. Wow, cái con này cái đuôi nó đẹp quá vậy. Này cái con cá này cái đuôi nó đẹp ghê chưa nè. Cái này blue dragon luôn hả? Cái này là green dragon. Green dragon. Cái kia là blue, con này green hả? Wow, hay quá ha. Mấy dòng này là thông thường mà ở Mỹ đây mà nuôi ra để bán thì nó bán khoảng 30 đồng một cặp. Rồi nếu mà mình muốn cá đẹp mình nhập từ nước Thái hoặc Indo hoặc Việt Nam qua thì khoảng cộng tiền shipping nữa khoảng 50 đồng một cặp. Trời ơi, cái này 30 đồng một cặp ở ngoài tiệm nè các bạn. Này là green dragon ha. Còn kia là blue dragon. Trời ơi, mắc dữ vậy hả? Trời ơi. Mà mua không có nha. Mua không tiệm, có luôn. Ngoài tiệm không có, mình phải lên online mới nó có. Có cái loại cá mà nó gọi là cái gì á? Cái blue-in á, cái con cá nó sáng sáng, nó chớp chớp á. Cái đó mình có nuôi được ở nhà không? Được, nhưng mà cái kiểu như giá thành nó không cao á. Còn cái con này để làm gì? Cái này để làm gì? Cái này là ấp Artemia cho cá này nó ăn. Trời ơi, đây một hồ cá, coi cá gì vậy? Cá này là cá chép thường. Cá chép nữa nè. Trời ơi, cái bạn này bạn nuôi nhiều cá quá nè, chú nuôi quá chừng cá luôn nè. Bạn không có thời gian cho nên ấy. Trời ơi, nhiều ghê chưa? Này là Artemia cho cá bảy màu nè. Nó cũng có kỳ luôn. Rồi bên kia là... Ủa, mình phải bơm nhỏ ra vậy cho nó ăn hả? Không, mình ấp nó đó, người ấp từ trứng thì nở ra con. Cái gì? Cái này là trứng cá đó hả? Trứng của con Artemia, cái giống như... Cái trứng ở đâu mà em lấy ra đây? Em phải mua online. Cái trứng về rồi sụp về cho nó sụp nó, về cho nó nở ra, cho nó nở cái con đó hả? Giống mình đang hát cái trứng cho nó nở đó. Trời đất ơi, giờ nở xong giờ bỏ đi đâu? Giờ bỏ vô hồ nuôi hả? Không, đều thả ra cho mấy con này ăn. Gì ăn sang dữ vậy? Thì cá mắc tiền phải đi ăn. Cá mắc tiền phải ăn cá khác. Trời đất ơi. Cái này cũng không phải trứng cá nữa mà nó là cái con gì ta, giống như giống một loại cá không? Một loại giống như vi sinh nhỏ nhỏ đi cho cái con này ăn. Giờ phải cho nó sụp nở lên, rồi xong mới vớt bỏ vô cho cái con cá này nó ăn á hả? Trời ơi, mấy bà này ăn sang quá vậy, hèn chi mắc tiền. Cái đuôi nó đẹp thiệt á ha. Công nhận cái đuôi nó đẹp thiệt á. Một kỳ em cũng mua online mà đều mua ở đây, những lúc online nó hơi bị cháo á. Cái này không có oxy hả? Nó không cần oxy hả? Không cần luôn, mới đầu em lấy oxy mà em đang thuần nó cho nó khỏi cần oxy luôn. Wow. Để cho dễ nuôi hơn. Cái này mình đem vô nhà được mà ha. Mùa đông mà dinh vô, cá mắc tiền mà. Wow, cá mà Lan Lâu đâu có biết nó có những con nó mắc dữ vậy hả? Mấy con này là mix thì cái này là mix thôi ha, guppy mix. Chủng, loài nào ra loài đó. Còn cái con này là cũng thuần chủng luôn ha. Này là blue dragon đây. Cái con này gọi là cái con gì vậy hả? Con ăn này con gì vậy? Ở Việt Nam thì gọi là bo bo trứng nước. Bo bo trứng nước. Còn ở đây thì đắp nha. Đắp nha.
Để nó ăn đó, nó ăn sang ghê chưa, 50 đồng một cặp ở ngoài tiệm bán đó các bạn. Mặt đi ra mấy tiệm mà ở Mỹ này không có luôn, nhập từ Việt Nam qua đó. Trời ơi hay quá ha, người ta nhập cá qua đây được cũng hay ghê. Là nhập qua nha, rồi xong rồi phải có một người có cái license để vô trong cái chỗ sân bay hoặc trong cái chỗ bỏ cá đó lấy về, mình không có được vô lấy luôn. Ở đây hả? Do Hà gia nhận hả? Không, người ta nhập về xong rồi người ta lấy dùng mình rồi ship về cho nhà cho mình. Chạy á hả? Trời nuôi khó chứ. Chứ mình về Việt Nam mình xách qua được không? Không. Tại luật bảo vệ là động vật của Mỹ đâu cho đâu. Ồ, cái này là guppy thuần chủng luôn đó. Wow, hay quá. Trời ơi, ăn sang mà mắc tiền nữa. Tại mấy cái... Cái núi này bán được á. Thì em đang nuôi cho nó. Nuôi cho nó nổi áo bán. Con này rồi, ra rồi này. Con vậy hả? Con này đang đẻ hả? Dạ. Yeah. Cũng cho nó ăn cái con kia luôn hả? Dạ. Yeah. Wow. Nó ăn mấy con kiểu như nó ăn đồ tươi sống thì nó nhanh lớn hơn. Rồi ăn kết hợp với cá. Đâu cá con đâu? Con đi nhẹ nhẹ thôi nó đổ á. Làm mẹ coi cá coi. Quá trời nước luôn. Hả? Quá trời nước luôn. Đó, con cần chừng đổ nha, chú đổ nước vô đó con đi con chừng nó đổ nha, cần mẹ bưng không? Cần. Mẹ bưng không? Cái ổi này nhiều trái quá ha. Cái ổi này các bạn, quá đây đây ngắn này ngắn này. Cái ổi này quá chừng trái luôn á. Cái ổi này là cây ổi gạo cội à. Cái ổi gạo cội nè, mía à. Là là cà chua nè ha, cà chua nè mấy vị, có trái lô bù không? Đúng. Đi được không? Dạ. Ở đây là mấy con cá mới tậu của Lan nè các bạn, nó bơi bơi dễ thương không? À, ngày nào bảo cũng cho nó ăn hết, dễ thương lắm.